Hưng Phú Vlog xin chào mọi người nha. Bữa nay thì mình tiếp phần 2 ha. Phần 2 này thì mình đi du lịch các khu vực ở Hồ Tràm, ở Xuyên Mộc. Thì đây là cái công viên giải trí Hồ Tràm nè. Ở đây thì đang vào cái khu tắm biển của Hồ Tràm, của huyện Xuyên Mộc. À, thị xã chứ, Xuyên Mộc đây lên thị xã rồi. Bây giờ mình đang chạy vào ha, chạy vào cái khu mà để tắm biển. Ở đây thì giá thì xe ô tô khoảng 20.000 chiếc à. Thì đó mọi người cứ tắm biển thoải mái, tắm thì thay quần áo này nọ thì 15.000 người. Đồ ăn đồ uống thì mọi người biết là khu du lịch thì nó mắc lắm nha. Nên vào đây chủ yếu để tắm thôi, còn ra ăn thì nên ra ngoài ăn. Biển camera buổi chiều quay cũng không được sáng lắm, nhưng mà biển hôm nay thì trời cũng không được trong lắm nha. Trời nó hơi tối một xíu. Nhưng mà biển rất đẹp. Biển cực kỳ đẹp. Biển này thì ngày cuối tuần nữa là mọi người đi ra đây đông lắm. Thứ bảy chủ nhật là mọi người gom lại đông lắm. Biển này thì người ta bồi, nói chung là hồi xưa nghe kể là chỗ này nó cũng sâu lắm, nhưng mà người ta lắm muốn làm khu du lịch đó, do đó người ta bồi bồi cho nó cạn, nó lạn, bắt đầu nó có cái bãi để tắm. Thì bãi này trực tiếp là bãi bãi bồi chứ không phải là bãi tự nhiên lắm. Bãi bồi nhưng mà thật sự nó cũng ok lắm, đẹp, có chỗ để tắm. Đó mọi người thấy cái khu nguyên khu á, rất là ok, rất là đẹp luôn. Nói chung là đây cũng là một trong những địa điểm du lịch của thị xã Xuyên Mộc. Đó mọi người thấy cái khu bồi không? Đó mấy cái bao tải lớn đó là mấy khu bồi đó. Biển ở đây thì tôm cá này nọ giá nó cũng rẻ lắm, nhưng mà kiểu khách du lịch xuống thì ở đâu cũng vậy, mà khách du lịch xuống thì nếu mà biết chỗ mua thì không sao, còn không biết chỗ mua thì người ta cũng để giá cũng khá là cao đấy. Mọi người ra tắm biển thì nói chung là ở đây thì mấy khu dịch vụ này giá nó trên trời không cao lắm, nhưng mà lâu lâu thì mình xuống mình chơi thôi, mình tắm thôi đó. Lâu lâu về Xuyên Mộc ghé đây tắm thì ok. Nói chung là buổi chiều ra biển mát lắm, biển này cũng tương đối sạch, cũng không phải quá đông người, không giống như biển Vũng Tàu như đó mà mình thấy là nó cũng ít người lắm, nhưng mà cũng tương đối sạch đó. Chứ không phải là nó dơ lắm, tắm được đó. Mọi người thấy mấy cái bao này nè, mấy cái bao lớn này nè, thì người ta cũng bắt đầu giữ cho cát. Lúc này hồi xưa người ta bồi nhưng bây giờ người ta giữ cho cát, cũng hạn chế trôi để cho cái bãi bồi nó được ok hơn, để cho phát triển khu du lịch sinh thái ở đây. Đây là cách nhìn tổng quan của biển nè, nó cũng một khu vậy thôi à, nhưng cũng không phải lớn lắm. Nhưng mà ok, mọi người tắm được ha, mọi người tắm được. Rồi mình bắt đầu mình lên đường ha, sau khi tắm xong rồi mình bắt đầu mình vào một cái khu du lịch tiếp theo, đó là cái khu mà cầu ngắm biển. Cầu ngắm biển cũng mới khánh thành năm 2024 đây á. Nói chung là cái khu vực này mới cực kỳ đẹp, xíu nữa thì cho mọi người đi ngắm thử ha. Đây là mình đang trên đường vào nè, về nè thì Xuyên Mộc cũng còn ruộng đồng nhiều lắm ha. Vậy đó mà khung cảnh mang tính chất là tự nhiên á, do đó còn nhiều cảnh đẹp lắm. Bữa trước cái video phần 1 mình cũng mới chia sẻ với mọi người một số cái cảnh quan của Xuyên Mộc, thì nó cũng giống như những cái khu vực làng quê thôi, một số khu vực du lịch, một số khu vực làng quê. Đây là mình vào cái khu vực cầu ngắm dao nè, xin lỗi, cầu ngắm biển chứ. Đây là khu vực của Hồ Tràm, của Tràm. Tràm người ta bắt đầu người ta tổ chức những người làm những khu này, thì xíu nữa mình lên cầu mình sẽ thấy cái biển đây cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải nó là đẹp. Một trong những địa điểm mới đẹp mà mới mà mọi người nên 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 biết, để có gì có dịp đi ngang đây thì ghé gõ vào, đó là cầu ngắm biển thì nó sẽ ra thôi.
Ở đây đây là cái khu mà chuẩn bị mình lên cầu là, nhưng mà mình quay mấy bên đây cho mọi người thấy biển trong xanh lắm. Bữa đây mình đi có ánh nắng nè, mình quay có ánh nắng nè, vậy đó mình thấy mọi người thấy rất là đẹp. Đây đây là đường đứng trên cầu quay xuống nè. Nói chung là cảnh quan ở đây ấy, nó còn tự nhiên á, với đó mà nhìn cái bãi bồi nhìn nó đẹp lắm. À, phía mặt trời nữa, có mặt trời nữa. Vừa thấy đó, nó cũng rất là tự nhiên và chưa có những cái khu dịch vụ gì đó, cho nó biển mình chắc mình chắc là tự nhiên. Nhìn xa thấy biển xanh trong lắm. Đó mọi người thấy không? Cái cầu này, cái cầu ra ngoài nè. Nó dài lắm. Nói chung là ra ngoài mình thấy cỡ khoảng vài trăm mét đó. Hơn chứ, hơn chứ, khoảng 2 cây đấy. Nói chung mà đi xa rồi bắt đầu mà nó bắt cao cao lên trên đó, do đó nhìn được tổng quan cái khu vực biển nè, mình nhìn xuống là mình thấy cái cảnh cực kỳ kỳ đẹp luôn. Ở đây mà chụp hình này, check in này nọ thì thôi luôn á. Hoặc là tổ chức những cái dịp mà bên mảng campin, hoặc là đi du lịch, hoặc là dựng quay phim thì cực kỳ đẹp, mọi người thấy không? Cảnh này thì thôi rồi luôn á. Rất là đẹp luôn. Nhìn thấy những cái thành phố, những cái khu vực du lịch ở xung quanh biển, rồi thấy tổng quan biển nữa này. Cảnh thì đẹp quá, do đó mình cũng không có nói nhiều, mình mọi người thấy đó. Mọi người gõ vào cái cầu ngắm biển đó, là ra thôi, cực kỳ đẹp luôn. Mà miêu tả bằng hình bằng từ ngữ thì nó không ra, hình ảnh thì nó chỉ quay được một phần nào đó thôi. Mọi người nên trực tiếp ghé vào đây, ai đi du lịch Vũng Tàu thì nên ghé vào Xuyên Mộc để qua cái khu vực cầu ngắm biển này, cực kỳ đẹp luôn. Kiểu nó còn khu vực xung quanh nó còn tự nhiên á, xong mà có cái cầu mình ngắm ra một cái khung cảnh mà nó vẫn còn tự nhiên á, rồi biển vẫn còn xanh trong á, thì mình thấy cái cảm giác nó yên bình á. Cảm giác có nó kiểu như nó sao ta, cũng hơi khó tả một xíu, nhưng mà nó đẹp lắm, nên thơ là mình cảm được cái hương biển, mình cảm được cái vị biển, cảm được gió biển, cảm được cái cảnh biển nè. Ở hai bên cái khu vực mà cái đường vào á, khu vực vào á thì nó có một cái khu khu này cũng để khu ăn uống nhà hàng á, có những cái nghêu sò ốc hến các loại cá tôm này nọ cho mọi người hết. Rồi giống như là khu du lịch á thì nó sẽ có hết đầy đủ, giá thì người ta để bảng ngoài á, cái menu ngoài á, mọi người cũng khỏi sợ chặt chém, để tay là cái khu du lịch Hào Tràm mà. Ok. Bắt đầu mình lên đường về thôi. Ở đây thì khi mà lên đường á, mình cũng có đi dạo một vòng quanh cái đường ven biển á. Ở đây thì nó nổi tiếng là cung đường ven biển nữa.
Công viên biển đây thì có những cái khu mà mình chạy ngang cái đường mình sẽ thấy cảnh biển luôn, thì người ta gọi là đường ven biển. Đường này rất là đẹp, nếu mà ai mà đi phượt á thì nên, nhưng mà mình nghĩ hầu hết cái dân đi phượt cũng biết được cái khu vực đường ven biển này rồi. Ai cũng hầu như là ai cũng đi một lần. Dân phượt á rất là đẹp luôn, nhìn biển nè, chạy gió mát lạnh luôn, cực kỳ ok. Mọi người đoán cái khu vực này là khu vực gì? Chắc quay sơ qua là ai cũng có thể một phần đoán được đúng không? Hồi nữa mọi người sẽ thấy cái biển của nó. Khu vực này cũng là nổi trến, là nổi tiếng trên cái đường ven biển nè. Khu vực này là khu vực Nuwakot, Hồ Tràm đó, của Novaland. Thì mọi người thấy là nó có cái khu, tất cả khu ăn uống, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, chợ, các khu mua sắm, nói chung là tất thật thật có đây hết. Thì khu này hình như là đã đặt hết rồi, nhưng mà dân cư khu vực nó chưa có phát triển đó. Người ta bán dự án rồi nhưng mà dân cư nó chưa về thì phải. Một trong những khu mà khá là đẹp và hoành tráng lắm mọi người. Mọi người ghé đây thì mọi người sẽ thấy, chạy trên đường bờ ven biển thì mọi người sẽ thấy hầu như lít to lít te cũng họ cũng về đây nè. Đó, những khu vực này thì khá là ok, hầu như là họ sẽ gom giống như là dạng như khu cầm bao, tức là mọi thứ có trong khu vực này hết rồi. Rạp chiếu phim cũng có. Bữa nay về thì đúng khu vực mà ngay lúc nhà của người bạn đang làm đám, một cái tiệc nhỏ, đám giỗ vậy đó. Thì có những cái món của người miền Trung cho mọi người thấy nè: chả giò, xôi, bánh tét, bánh tét rồi cơm, rồi thịt, thịt ram mè, canh hầm, rồi canh hầm khá là ngon á, chả giò, rồi thêm chả lụa nữa, thịt luộc chấm mắm tôm, cái món xào, thì cũng cơ bản vậy đó. Đặc biệt là chả giò ở đây ngon lắm nha, mình đã thử rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nha, xin chào và chúc mọi người một ngày vui vẻ.